Rồi, xin chào tất cả quý anh em. Chào mừng quý anh em tiếp tục quay trở lại với Bonsai Trường Thi. Rồi, vẫn là khung giờ quen thuộc với anh em, 11 giờ, 19 giờ Bonsai Trường Thi giới thiệu, giao lưu những dòng cây khai thác. Thì tiếp tục hôm nay giới thiệu với anh em một cái cây cây ổi nha, cây ổi ta. Rồi, kính mời quý anh em xem tổng thể cây. Cây này thì nó có cái đường thân cực kỳ quái luôn. Cây này thì nó cái đường thân nó giống như cái chữ tâm trong tiếng Hán của anh em. Kính mời quý anh em xem tổng thể cây. Cây thì nó đang cho hoa nha, nó đang cho một cái nụ hoa. Xíu nữa quay sang thi sẽ quay gần hơn cho quý anh em xem. Rồi thì bây giờ kính mời quý anh em xem tổng thể cây. Cây khá là duyên cây nha. Nó có những cái đường thân cực kỳ đẹp luôn. Cây này là hàng quái nha quý anh em. Rồi, đo một số thông số cho quý anh em xem. Rồi, cái hoành. Cái hoành mình đo tại vị trí này, cái hoành thân đo hoành thôi, đo hoành tại đây thôi. Cái hoành này là nó là 24 nha, hoành 24. Rồi, đo chiều dài của phần đế. Chiều dài phần đế từ từ bên bên này, từ bên trái bên phải là 30. Cây nó có một cái thân tử khá là duyên nha. Đấy. Rồi, cây này thì nó đang cho hoa nè. Đang cho hoa bên em, đang cho hoa. Dòng ổi, đây là ổi ổi ta nha, ổi ta cũng có miền khai thác miền Trung nha. Có đường thân nè, quý anh em xem cái phần thân. Từ đây xuống đây một cái co cực kỳ kỳ quái luôn nha. Từ bên đây quý anh em xem phần đế này. Từ đế lên đây là cái co đây là 90 độ nè. Từ bên đây qua đây 90 nè. Nó co lên đây tạo một cái góc nhọn luôn. Tạo một cái góc nhọn luôn. Đấy. Quý anh em xem, khá là ok. Cây này cái chữ này là giống như chữ tâm nha. Rất là duyên cây. Rồi quý anh em xem tổng thể cây. Rồi đo chiều cao chứ. Đo chiều cao cho quý anh em xem. Tổng chiều cao từ mặt chậu lên tới ngọn là 65 nha, 65. 65. Rồi cái chậu kích thước chậu luôn. Kích thước chậu là 46, kích thước chậu oval 46. Cái cây này khá là mỏng nha. Khá mỏng. Rồi. Cây này là 5 phân. Rồi kính mời quý anh em xem tổng thể cây một lần nữa bên sân thi báo giá giao lưu. Một cái cây ổi ta, cây đang cho hoa. Cây cực kỳ quái, cây có một cái chữ tâm. Theo tiếng Hán có một cái chữ tâm. Rồi quay chậm một vòng nữa cho quý anh em xem tổng thể cây. Cây này khá là duyên cây. Cây dòng ổi thì nó rất là dễ sống nha quý anh em, rất dễ chăm sóc. Cây đang cho hoa. Rồi, cây này thì bonsai thì giao lưu với anh em, giá là 2 triệu 2. 2 triệu 2 bonsai thì bao ship. 2 triệu 2 bao ship.